hôm nay đi chiến giải tại Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương cùng với rất nhiều anh em cầu siêu xịn, trong đó có Tôn Thất Phi, từng là tuyển thủ Futsal Việt Nam và mình đã bỏ túi riêng cho mình một bàn thắng. Và liệu cả đội có giành được chức vô địch hay không? Cùng xem hết nhé. Tôi là Thi Freestyle. Oh la la, Messi, Ronaldo, Barca, Real Madrid. Một buổi sáng đẹp trời tại Bình Dương. Tại Long Tân. Long Tân. Ồ. Này có đá giả đây nha. Ronaldinho. Sân cỏ, sân cỏ, sân cỏ. Có cột cờ phạt góc luôn trời. Sân này đá TF được không ta? Ba sân. 1, 2, 3. À cái này là nguyên sân 11 chia làm 3 nè. Vẫn còn sương lắm tắm nước trên nè. Nắng đẹp nha anh em. Một buổi sáng tại Bình Dương. Chỉ có những cái bãi cỏ mấp mô ở đây thôi. Đá sẽ đờ phô tí xíu. Theo mình thấy thì sân khá dài. Bề ngang thì ok. Này đá giải nha anh em. Chưa hỏi rõ coi là giải này nó làm sao nữa. Chỉ biết là một giải đấu đi với lại đội anh Tân bên đội cụ si mình đá ở sân Phạm Minh Giang nhiều anh Tân. Tình hình là chắc có mỗi mình mang TF thôi. Kéo dớ lên nha. Ai mua dớ lên phần mô tả nha. Mình thì thích mang dớ không logo giống vậy nè. Cao cao đến ống quyển. Không logo để mang giày nào cũng được hết. Nike, Adidas hay Puma được hết. Chứ giờ này giày đáp nó kỳ. Nay mặc áo số khá đặc biệt. Khởi động vô đá luôn. Nghe kêu là đá loại trực tiếp. 8 đội. Ô là là, ghi quay cho cả nhà đây. Anh em có thích đá giải 8 đội loại trực tiếp trong một ngày là xong hay không? Và tại sao? Một chiếc áo siêu xịn mịn đến từ nhà Red Sport Việt Nam sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất. Rồi, anh em đá trước, mình đá sau. Cùng xem có ai ha. Chuột số 17, Thủ môn Quyền, Đức số 2, Vũ số 5, Hoàng Tây số 8, Nam số 19, Tôn Thức Phi 14 và bảy đá một dập nha. Đi qua mấy em mình nè. Chuột. Đi đâu? Một anh trời ơi. Tốt chuột ơi. Ôi còn luôn. Dứt chân trái. Một một, nắt trong. Ồ, hay quá, chân trái. Còn luôn. Trời ơi, Phi ơi. Chệch cái cục dọc. Ok. Chuột được cỡ nào không lấy được ta. Trời ơi. Nguy hiểm quá. Đông. Trời ơi. Rớt. 80 con chim. Ra bên kia rừng. Ồ, sợ háng hay. Bỏ banh. Cơ hội. Sao vậy? Lỗi biên à? Chết tôi, đứng yên trong gôn. Ok. Này. Lại rồi. Oh.
Hết hiệp 1. 0-0. Sút. Hơi cao. Còn. Trời. Hay quá. Rồi không phạm lỗi. Còn luôn. Trời ơi. Rồi. Ok. Cái sút quá chuẩn xác. Cú dứt điểm cực kỳ tuyệt vời. Bàn thắng quá hay. Rồi về chơi cầm banh đá đá dí luôn mà. Cái giờ gồng cũng luôn. Này là đá dậy đến hết giờ được luôn á. Kê tay. Vô luôn. Ồ. Dứt luôn. Đưa. Trời. Còn ngang. Trời ơi gôn hay. Wow. Ây da. Rồi thấy. Phải. Tao phi rồi. Cầm bắn lẹ lên. Tao phi rồi. Quay mặt kìa. Tôi được. Còn tôi. Hay quá. Wow. Ghê vậy. Tập lại. Ok. Cảm ơn. Chào cảm ơn. Rồi. Cảm tạ. Ghi được cuộc bàn. Thắng 3-0. May mắn anh em ơi. Yeah. Như vậy thì buổi sáng mình chỉ đá một trận tứ kết thôi. Chờ thì anh em về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều chuyển tiếp bán kết và chung kết. Sáng nay ghi một bàn. Đã quá xá đã. À, bữa này thì trong phần mô tả nha. Tình hình là chuẩn bị trận bán kết. Một giờ trưa. Ủa, bởi chất chưa lên. Đợi bạn chưa lên luôn. Vậy tính 2 giờ đá hay sao vậy? Là đứng nắng rồi trời. Đó là chỗ ngồi rồi. Kiếm chỗ sạc pin điện thoại nữa. Lát nữa có pin còn quay tiếp. Chưa cục dây.
hả? Ê, cái thật yếu lắm. Anh nè, vô đây cũng đi luôn, ấy đá luôn nè. Trời. Trời ơi, gì vậy? Được chuyện cho anh Tân nha, anh Tân yếu lắm á. Chưa nói tới liền. Bà nào sáng giờ phải chạy đi ráng vô chờ. Mà thấy anh ta không vô đâu, tại dưới ghê thiệt. Ừ chưa trúng ơi. Quá ghê. Trời quá dữ. Quá ghê. Tuyển thủ có khác. Rồi tiêu. Bán kết. Nó trắng gặp áo đỏ. Wow. Chết cục dọc. Về phụ đi. Vũ ở đâu anh Vũ ơi? Ở ngoài đây coi. Ú. Đá thẳng cũng thành trời. Ú, đè tốt. Ok, để lỗi. Tốt chuột. Đá lên. Chắc không một chuột ơi. À. Gì? Giữ lại. Sở hán thì banh qua người ở lại. Ôi trời ơi. Quá hay. Tiếp luôn. Quá ghê. Lại. Ok. Đầu qua đầu hai người. Cho thuốc. Ok. Quá hay. Chuyên môn tốt. Đi. Đi. Rồi. Bên trái. Thôi lên là dậu. Kiếm cái hàng. Sao lên là Vin. Về. Về. Về lên okay. Lên. Lên tay. Rồi. Đuôi cứ ra vô nghỉ xíu. Chuột. Trời. Sao về xa dữ vậy? Đá phi. Chân phải. Một phi. Một không. Bàn thắng của Tôn Thức Phi. Quá dữ. Chivela. Thực lấy không được. Lấy luôn. Bàn một. Ba điểm nhân. Trời ơi. Đức. Lai ơi Lai. Lai. Trời chuyền luôn hả? Cái nữa. Tốc lai. Khó mới chịu đá. Dễ không đá đâu. Được chuyền tốt á. Nãy giờ chuyền cái nào chất lượng cái đó. Trời ơi. Cái đó đẹp ha. Chị về là cái kiểu. Nãy giờ ba trái, bốn trái. Trời ơi. Kê lai. Thế lai kìa. Ba không. Trời ơi. Phi chờ tay lên rồi. Ok, ba đó ba, sao? Ba đó ba sao? Về một người về phụ trợ cơ. Cho sút. Bước qua luôn, qua luôn Vũ. Hiệp 2, hiệp 2. Ngồi đây.
chốt chốt. Ok bờ. Phay 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 phay. Thôi. Quay lên. Quay chậm phi. Cái nữa phi. Đè. Phi phi phi. Phải phải phải. Trời ơi. Tình hình là mới có một bàn nên tỷ số lên 3-1. Người ghi bàn là không nhớ tên. Ôi. Rồi bước ra không sao. Ừ ra ngoài. Ok ok. Phải bắt kìa. Ok. Tốt dữ. Tốt dữ. Ai vậy? Vậy? Rồi cảm ơn. Như vậy là sau hai trận đấu, trận thắng 3-0, trận thắng 4-1, đã đến trận chung kết. Chung kết nha anh em. Đã xong trận này nữa được về Sài Gòn rồi. Nắng quá. Giờ là 3 giờ chiều. Đội bạn thì ngồi trong mát, đội mình ngồi ngoài nắng. Phá ra anh em ơi. Không sao. Cố lên. Tốt tay. Chuột. Lấm. Phải không tay.
Không, thằng trước không sao, thằng sau nó vô chuột. Đã nhanh. Trời ơi. Lấy. Ừ. Trời ơi. Vẫn còn. Từ từ Nam, từ từ Nam. Tố Phi. Ồ, Tố Phi ơi. Một đều. Từ từ đó, từ. Sao anh bên? Trời. Trời. Hay vậy. Quá dữ. Từ từ Nam, từ từ Nam. Mình xịn quá mà. Thôi. Hay vậy. À. Cà nhắc luôn rồi. Giữ anh la, giữ anh, giữ anh. Chuột. Ôi, hay vậy. Trời. Đi đâu nữa. Bàn thắng thứ hai của Tôn Thức Phi trong trận này. Đi Phi, sau Phi ơi. Tập vũ. Trời xuất luôn. Trời vô luôn. Phải. Quá ghê, quá ghê. Dọc biên. Quá ghê. Rồi tốt. Quá dữ. Giờ một kiến tàu. Bị đạp một cái. Đi cà nhắc luôn. Đức đáng khó chịu à. Ôi. Mày quá không vào. Trời. 60. Mất bệnh. Trời. Trời ơi. Trời. Trời ơi đúng hướng rồi. Hay quá chuột. Chà. Ôi. Bỏ banh mà vẫn lấy được luôn hả? Hay vậy. Ai đẹp không? Ây da. Má lên vô ngươi đi. Trời ơi. Tập được rồi. Trời ơi. Dẫn 4-3. Trời ơi, dẫn 4-1 trước rồi bị gỡ. Hai trái bất ngờ quá. 3-4. Vẫn còn một bàn cách biệt. Và tiếp theo là trận đấu thứ hai. Giờ mình cùng hướng nắng và mặt sân thuận lợi hơn. Chuột ơi, bây giờ chuột. Tốt Nam. Anh Nam chung về ngon quá. Qua wow, một cái háng 30. Trời. Cá. Đánh đầu. Trời ơi. Tốt lại. Ủa. Phi bật máy đá ghê.
Trời. Ôi. Rồi. Lại. Trong vòng đúng không? Mình lại đứng đi ra chứ. Trời, đông vậy. Ừ, bước ra đi lại. Sức nhảy gọn luôn. Tốt nam. Trời. Trời ơi, nhảy nhảy với ba đà. Tốt lại ơi. Thích chơi. Hay bóng. Anh giữ tay. Giữ nhật. Biết nghe biết. Không chạy. Tập chưa ơi. Trời. Đúng hả? Khỏi con chơi nữa nghỉ. Tài thôi hết giờ luôn. Rồi, cảm ơn. Banh hả? Tốt mày ơi. Tốt quá. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi. Chiến thắng là 6-3 đúng không? Vô địch. Dạ thì nhận huy chương, phần thưởng, cúp gì đó rồi, về Sài Gòn thôi. Thứ hai nhớ like, đăng ký kênh nha. Giải nhất, giải thường xuyên. Bên đây chưa có à. Đó, đeo luôn. Ok. Rồi. Ủa rồi, trao cúp trước khi trao huy chương luôn hả? Hay vậy? Hay dữ trời. Ok. 83, 85. Ok, vui rồi. Giữ đi. Yeah, đây là cúp vô địch. Trao luôn cho Ronaldinho. Đi du lịch và vô địch luôn. Nói chứ không phải du lịch đâu. Tại vì đá xong về chứ không có đi đâu trong này, có qua thăm nhà anh Tân thôi. Gặp Messi, Ronaldo rồi Ronaldinho bên kia, vui quá. Có huy chương nữa. Em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nha. Mình là Phạm Thi, chào gặp lại. Và nếu anh em thích series đá bóng vòng quanh các tỉnh thành của Việt Nam thì comment cho mình biết với nha.